Xin kính chào toàn thể các bác trên khắp mọi miền quê hương đất nước Việt Nam cùng bạn bè năm châu quốc tế. Trước mặt các bác đây là một cặp bass, cái mã là TNX 4000. Con này là bass 18 inch, 528 cm, và côn loa là 125 cm, được chưa? 500 là 280 mm. Và côn loa là 125 mm các bác nhé. Đấy, cấu hình này thì em đã bán được khá là nhiều cặp rồi. Thì tiếp tục đây là những đơn hàng của các bác đặt về để chơi sự kiện tiệc cưới. Đấy, từ 28 côn 125. Con này đánh thì rất là kinh khủng luôn, đánh tiếng rất là hoành tráng luôn. Đấy các bác nhé. Bát 50 từ 28 côn 125, nguyên đai nguyên kiện, nhập và mang từ nước ngoài mang về. Rồi em sẽ nhấc cái bát này ra để quay review cho các bác cùng xem nhé. Bát này rất là to và cực kỳ nặng này, gân vải tẩm dầu này. Đấy, thấy chưa, thấy chưa? Đó, các bác đấy thì em sẽ đóng thêm một lớp bìa ngoài nữa, nên là hàng về tất cả là đều phải mở ra kiểm tra, nếu như có lỗi thì đổi luôn, chứ không phải là kiểu là gửi vào cho các bác chẳng may nó lỗi cái thì dở hơi. Đây nhá, bên đai nguyên kiện. Đấy, rồi ok, thì bây giờ em sẽ nhấc hẳn cái cụ bát này ra cho các bác cùng xem nhé. Đây các bác nhé, từ 28 côn 125, găng tay của em qua 22 thôi. Đấy, đây là mã của nó này, 18TNX 4000 này. Đấy, cái hàng Trung Quốc cao cấp này, các bác nhìn này, cọc nhún của nó cũng xịn này. Đây là linh kiện thay thế các bác nhé. Đấy, các bác thay thế hoặc là các bác thanh loa thì sử dụng con bát này mà đánh súp thì kinh hồn phạt vía luôn. Con này đánh tiếng rất là êm và sâu nhá. Thiết kế theo form của Precision Anh Quốc. Đấy, thép từ này, hơi mẻ cái này cái gì đây. Đấy, khung xương, khung xương của Precision. Đấy, nhìn thép từ này, thép từ dưới này, thép từ trên này, nó rất là dày. Và đằng sau cái bát thì nó có 8 cái lỗ để thoát hơi. Đấy, em sẽ lật ngược lại cho các bác xem cái màng nhé. Đây các bác xem này, màng của con súp này, gân hai gân, vải tắm dầu, màng cũng hơi dính. Đấy, đây cái nắp của nó, nắp chắn bụi rất là to, nắp của nó phải tầm 17-18 phân, đánh tiếng nó kinh hồn mặt biến luôn. 16 lỗ ốc nhá, 8 lỗ ngoài, 6 lỗ ngoài, 8 lỗ trong. Đấy, côn này, nhìn thấy dây côn luôn, không biết có nhìn thấy gì không, nhưng em hiện tại em đang nhìn thấy. Đấy, và côn của nó đây. Côn này thì dòng này nó hai cái là nó sử dụng hai nhện dính liền nhá, không phải là hai nhện giờ đâu, hai nhện này, hai nhện này nó dính liền với nhau. Đấy, các bác nhìn thấy khe chị kia. Và đây nó sẽ là quét cái keo đây, keo này gọi là keo không khô, quét đến đâu thì nó sẽ bám vào đến đấy. Con này lưu ý là các bác về các bác chơi thì một hai cái đám cưới đầu tiên ấy, các bác cứ đánh mắc pinh cho em thì từ từ tiếng nó sẽ được mềm hơn rất là nhiều. Đấy, con này thì hàng mới cứng nên là thường thường như nhà máy ấy, hay là các đơn vị nước ngoài ấy, hay là các nước châu Âu ấy, loa của châu Âu ấy, người ta là đánh và test thử trong vòng 8 tiếng đồng hồ với công suất định mức. Ví dụ con này công suất tối đa là 4000W đúng không, thì đánh định mức là 2000W ở 8 tiếng liên tục, thì họ sẽ đánh trong vòng là 3 tiếng đồng hồ với công suất là 2000W, tức là đạt một nửa công suất, đạt một nửa công suất tối đa này, và đánh chỉ tầm 3 tiếng thôi để cho cái màng loa nó sẽ được gọi là dao động tốt nhất, và gần như là sẽ được gọi là đánh chạy rốc đa ấy, để cho nó được cái hiệu quả tốt nhất. Đấy, thì những cái loa này cũng thế, nhà máy người ta sản xuất nên là chỉ test xong rồi giao cho tất cả đại lý về Việt Nam, là một số đơn vị mà làm cầu kỳ kỹ tính là sẽ test và tải liên tục trong vòng 8 giờ đồng hồ hoặc 3 giờ hoặc là một ngày. Đấy, mà cũng có khi là chỉ một tiếng thôi. Đấy, để cho là cái màng loa nó có thể gọi là được cái độ dao động tốt nhất. Đấy, bên em thì khuyên dùng thế thôi, còn các bác về muốn làm nào nào. Đấy, bên em bán thì nói luôn nhá, đây là hàng mới cứng, nguyên đai nguyên kiện, đập hộp, nhập khẩu từ nước ngoài mang về. Đấy, có series thuê má đầy đủ, TNX 4000, công suất khởi động 1000W, định mức tức là 8 giờ liên tục là 2000W, và công suất tối đa chịu được trong vòng 3 giây trước khi khói mù là 4000W. Đấy các bác nhé, công suất tối đa chịu được là 4000W.
thường thường là công suất tối đa. Thì công suất các bác mà chơi được con này là khoảng tầm 2000 đến 2500W là 8 ohm, là con này các bác đánh trong vòng 8 đến 10 tiếng liên tục không cháy. Đấy. Ok nhá. Thì đây là cái củ nó bát mang từ nước ngoài mang về. Rất là khủng này các bác nhá. Đấy. Mới cứng đập hộp nguyên đai nguyên kiện. Con này mà các bác lắp vào cái loại súp đơn, cái mẫu chà bát này đánh kinh luôn. Còn cái mẫu súp hầm năm 2002 thì con này lắp không vừa. Nói luôn các bác là lắp không vừa. Năm 2002 chỉ lắp được cái loại TNW3000 thôi. Đấy, ok, thì video giới thiệu đến đây thôi nhé. Các bác nào quan tâm thì liên hệ trực tiếp cho em. Xin kính chào toàn thể các bác. Hẹn các bác trong clip lần sau. Đó, hôm nay về được cái cặp loa này cũng khá là ưng ý. Cũng định lắp vào cái thùng điện tử nhưng mà thôi. Ok các bác nhé. Xin kính chào toàn thể các bác. Hẹn các bác trong clip lần sau.